Công92, hãy nhấn vào đăng ký để theo dõi. Bữa hôm mà vợ chồng anh ăn review lên trên mình á, thì hai vợ chồng anh ăn review có mang cho mình một cái giỏ quà. Đây mọi người này, nhìn cái bên ngoài này thì làm cái giỏ quà này nè, là bằng cái bằng giấy nha mọi người. Mình rất là thích, tại vì kiểu như bảo vệ môi trường mọi người, người ta sử dụng các cái loại hộp quà bằng giấy thay vì bằng các cái dạng ni lông á. Rồi để mình xem ở đây là quà gì nha. Đây là cái gói quà đầu tiên này mọi người. Cái này trong này mình thấy là tất ha. Để mình mở ra xem luôn nha mọi người. Ôi, một cái mũ. Một cái mũ này. Trong cái gói quà này có một cái mũ này. Hai đôi tất nha mọi người. Cái gì nữa ta? Trong một cái gói. Ôi, một bộ đồ em bé dễ thương quá. Đây mọi người, cái này thì chắc phải đợi mấy tháng nữa mới mặc được á. Để coi, 6 tháng, chắc khoảng 5-6 tháng nữa thì bé mới mặc được. Đây nè mọi người, dễ thương quá. Đây, một cái bộ quần áo là hai đôi tất và cái mũ. Rồi để xem cái gì trong này nữa. À, cái này là khăn gạt sữa nha mọi người. Khăn gạt sữa, cái này giống cái mà mình mua, nhưng mà có vẻ cái này là loại tốt đó mọi người, cho nên là nó mềm ba lớp. Cái này nó mềm hơn so với cái loại mà mình mua dùng cho bé, cái này mềm hơn. Rồi. Đây, cái gì đây nhỉ? Khăn Nuso. Cái này là khăn sữa. Trời ơi, cái này, cái gói này 75.000 luôn. Các cái sản phẩm mà hai vợ chồng mua toàn là sản phẩm đắt tiền không mọi người. Ồ, thì ra là như thế này đây. Đây mọi người, khăn sữa. Wow, và trong này có mấy cuốn sách nha mọi người ơi. Trời ơi, thích quá. Mấy cuốn này thì có thể đọc cho bé nghe nè. Để mình xem. Ôi, mọi người có thể xem nè, rất là nhiều hình ảnh để mình vừa đọc và cũng có thể cho bé xem luôn. Đây cuốn này nữa. Ôi mọi người xem này, màu sắc cho dành cho bé nó rất là tươi sáng này. Rồi, và ở đây có một cái cuốn hình như là bằng tiếng Anh luôn, mà mình thì tiếng Anh cực kỳ dở tệ luôn. Đã cố gắng học rất là nhiều lần nhưng mà học đọc không được. Mình đọc thử nha, mọi người đừng có cười ha. Tất nhiên là tại vì mình đọc sẽ sai nhiều lắm. Peppa New Neighborhood. Phải không ta? Buồn cười quá, chắc phải sử dụng Google dịch thôi. Mình sẽ đọc một đoạn nha mọi người. Daddy Pig is working hard. He is building a new house. Bố heo làm việc rất là chăm chỉ. Ông ta đang xây một ngôi nhà mới. Rồi tiếp nha mọi người. The new house looks very small. Ngôi nhà mới trông rất là nhỏ.
Is this a house for Elvis and Faris? Trời ơi, không đọc được nữa mọi người. Chắc phải sử dụng Google dịch thôi. Rồi, cũng xin gửi lời cảm ơn đến vợ chồng anh An Review nha. Và mọi người ơi, chắc mình cũng kết thúc video tại đây, tại vì bé của mình đã thức dậy rồi. Bây giờ phải cho em bé ti sữa cho mọi người. Rồi, hẹn mọi người trong video tiếp theo nha. Nếu thấy hay, hãy nhấn nút like. Nếu thấy hay, đăng ký theo dõi ngay.